Xin chào các đại lý và khách hàng bên công ty Chầm Hương Nguyễn. Đây là sản phẩm làm từ chầm núi rừng mộc tự nhiên, vòng đôi đeo tay 6 ly mix với chăm tỳ hưu vàng 24k và bi vàng 18k. Bên công ty Chầm Hương Nguyễn sản xuất chầm zin 100% không xử lý màu hoặc mùi của hóa chất. Chăm tỳ hưu mang ý nghĩa chiêu tài lộc bình an, mang đến sự may mắn trong công việc, mang ý nghĩa trừ tà, xua đuổi những nguồn năng lượng xấu tiếp cận với gia chủ. Bên công ty Chầm Hương Nguyễn luôn design nhiều mẫu mã mới theo yêu cầu của khách hàng, mix trăm vàng 24 và đá thiên nhiên theo yêu cầu của khách hàng.